Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật một số cái mẫu xe máy mới về cho anh em tham khảo ha. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật tất cả các mẫu xe mới về với lại một số cái mẫu xe có trong cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Thì đầu video báo giá thì mình cũng sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng cho anh em tham khảo ha. Thì cửa hàng xe máy Hưng Phát thì nằm ở địa chỉ là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 0967288186 nhé, và 0926234345. Cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả các loại xe. Anh em muốn mua trả góp hay là trao đổi xe thì cửa hàng cũng có thể hỗ trợ anh em ha. Anh em ở xa thì mình cứ inbox Zalo, thì chỉ cần cọc 1-2 triệu, 2-3 triệu thì cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc cho anh em ha. Còn anh em trả góp thì mình cứ tới trực tiếp cửa hàng nhé. Đó, xe thì có rất là nhiều mẫu xe, từ xe số phổ thông này đến dòng xe tay ga cao cấp cũng có luôn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật mấy con mới về trước, sau đó thì mình sẽ cập nhật một số cái mẫu xe khác cho anh em ha. Đó, đồng hành với mình hôm nay thì có anh Hưng là chủ cửa hàng tại đây thì báo giá cho anh em ha. Đây là anh Hưng mọi người nhé, chào anh Hưng nhé. Hello, xin chào anh chị em bà con mình nhá. Yeah, okay. Bên cửa hàng này bữa nay có về một số xe mới lấy chiều tối hôm qua đúng không? Nó có 2 con AB, có 3 tay ga, có 2 con AB và 1 con Lunze của thằng SAM. Rồi, ok. Và đây là con EX150 2020. Rồi. Và đây là con quay RSX 208 biển số thành phố. Xe zin đẹp đẹp luôn, đúng không? Ok. Và ngoài kia là con SH. Đó, ok. À, màu trắng lên form Ý luôn. Xe 2016 ngay chủ. Đó. Khóa smart key. Đó. Đó, con này thì rẻ rồi. Ý, ha. Xe thát mà giờ SH cao 2016 quá thông minh mà chưa tới 50 triệu mà, đúng không? Từ tới 50 triệu. Con này là 125 đó nhỉ? Cái này 125 đã rồi. Lên form Ý nhá. Mâm Ý, lốc Ý, gì cũng Ý hết rồi. Đó. Xe đẹp keng. Bình Dương Zin luôn. Êm, thoải mái, biển số Bình Dương, 61 Bình Dương nhá. Đó. Con này thì cực tuyệt rồi. Lên form Ý rất đẹp luôn. Máy móc thì có êm nhỉ. Quái máy học zin em luôn, đó. Bao đẹp luôn. Cho anh chị em mình thoải mái test nhá. Đó, anh em cứ thoải mái luôn. Cái con này chưa tới 50 triệu mà. Con này có 48 triệu 600 ngàn à? 48 triệu 6 anh em nhé. Đó. Bao rẻ, bao đẹp luôn. Ok. Đúng không? Đó, nói chung là lên cái tiền lên lên form này cũng rất là nhiều, tốn tiền rồi anh em. Rồi, anh em okay. Lấy con này khác kỳ các bạn. Lấy con này đi rất là lịch sự. Dáng vừa ha. Cao ráo, sạch sẽ, đẹp, có màu trắng, màu trinh. Đó, giá rất là mềm. Ok. Giá có 48 triệu 600 nghìn à. Dạ, ok. Ngon đi thì ngon hơn SH mod đúng không? Đó. Nói chung là bên mình thì có mua bán trao đổi luôn đây nha. Bên cửa hàng mình thì có vẫn mua bán trao đổi các tất cả các dòng xe. Đó. Từ xe 2 triệu đến xe 200 triệu trao đổi hết, đúng okay. Không? Mô tô càng tốt. Đó. Đó. Ô tô mua mô tô luôn, ô tô luôn. Đó. Có hỗ trợ trả góp ship xe luôn anh ha. Có bên cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Dạ, ok. Có ship xe toàn quốc đúng không? Dạ, ok. Ví dụ khách hàng từ ở xa chỉ cần cọc từ 2 triệu đến 3 triệu. Dạ. Là ship xe về xem xe ok. Rồi thanh toán nốt, không sao hết, đúng không? Ok, đó. Anh em mà cần chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo nhé. Đúng rồi, còn các chàng cứ thích con nào cứ inbox Zalo, Facebook của mình có để hai số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi, ok. Là gửi hình chi tiết rồi quay đến máy móc bên cửa hàng đó. Con nào nói zin là zin, mà rớt là rớt nhá. Hầu dòng xe này bên cửa hàng mình bán bao zin hết. Cho thầy thờ tới test thoải mái. Rồi. Và đây là con AB này. AB 1. Phiên bản có chì nhá, 2019. Xe này 2019 nhá. Đó. 2019. Xe này cửa hàng bán ra cho 24 triệu 600 nghìn. Đó. Đó. Ok. AB 2019 phiên bản có chì nhá, có 24 triệu rồi 600 nghìn thôi. Máy móc đẹp nhá, dàn áo cứng anh em nhá. Máy móc cực êm luôn. Đó. Xe bao đẹp keng luôn. Cái dòng xe này thì có bảo hành không anh? Xe này là như vòng AB này là mình bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm luôn. AB từ 20 đèn led á. Ví dụ dòng AB là mình bảo hành 1 năm. Đó, ok anh em nhá. Xe là đẹp. Đó. Và bên này có con màu đỏ luôn, AB màu đỏ luôn. Chiếc màu đỏ này. Chiếc màu đỏ được. Cũng là 2019. Nhờ phiên bản khóa smart key nhá. Đây remote còn 2 cái đây. Đó, ok. Remote còn 2 cái này. Đó, màu đỏ đồ rất chi là đẹp luôn. 2019 này cửa hàng bán ra cho 28 triệu 600 nghìn. 28 triệu 6 anh em. 28 triệu 600 nghìn, biển số 38P1 567 57696.
Xuất tiến tới, cập tới nhá. 7696. Xe rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Con này thì cửa hàng bán ra cho là 28 triệu. 600 nghìn nha anh chị em. Đầu mót còn đủ nhá. Luôn đủ nhá. Và đây là con rung re. Bọc keo nguyên con luôn nhá, mình chưa lột, tí mình lột cho. Bọc keo luôn. Xe đẹp luôn. Cái này là biển số Sài Gòn. Đó, 2545. Con này là FI luôn nhá, của thằng SIM mình FI luôn. Đó. Xe tay ga thì mình bán có 8 triệu mấy à? Đẹp bao rẻ không? Đó. Hơn 8 triệu thôi ha. Máy móc mình cái này mình bán có 8 triệu 6 thôi. 8 triệu 6 ha. Nhá. Rồi. Mình bao rẻ luôn FI nè. Gương còn cặp này. Đó. Ok. Đó, và đây là con F150 này. F150. F150 màu đỏ nhám. Ôi, nhá. Con này rất đẹp các anh em này. Dần chân ốc tán này anh xem. Xe là đẹp luôn. Đó. Con này hơi bị đẹp anh em ạ. Còn đỏ nhám rất đẹp này. Xe là đẹp, đỏ nhám rất là đẹp nhá. Đó. 2020 cửa hàng bán ra 24.800.000. 24.8 à. Máy móc bao zin, bao thầy thờ tới test luôn, đúng không? Nó còn là cái bô tí này, đúng không? Các bạn có thích bô zin thì mình lấy bô zin cho. Ui giời, bô này mấy chưa ai thanh niên mình chạy hơn sướng đấy này. Bô rất là lực luôn. Đó. À. Bô nghe lực nha. Sướng không? Đó. Bô này mà anh em mình rồi, xe này bao đẹp luôn nhá. Máy đây còn gì? Có cái đầu mót tìm xe này chống trộm luôn này. Rồi, đó, đúng không? 2020. 2020. Cửa hàng bán ra cho 24.800.000. 24.8 anh em nhé. Màu đỏ nhám rất chi là đẹp nhá. Rồi, ok. Đó này là biển số là 37G1 80130, đúng không? Ok. Còn và đây là con quay RSX FI. Dần lông ngoài thì đẹp nhá. Còn máy móc thì mình bao zin. Đầu nồi mình bao zin nhá. Đó, xe bao zin luôn. Quay 208 giờ mà bảo zin thế này thì kiếm hơi khó đấy, đúng không? Okay. Cửa hàng bán giá rất chi là mềm, rất chi là rẻ, đúng không? Anh chị em tí nữa mình nói giá là như hết hồn luôn. Này, chà mày nó nổ này. Đó. Ôi dồi. Rồi, ok. Con này cửa hàng bán nó cho anh chị em mình là 9 triệu. Ồ, 9 triệu 900 nghìn. 9 triệu 9. 9 triệu 9 nhá. Có bớt nhá. FI rồi ha. Con này là RSX, RSX 208, không phải FI đâu nhá. Không phải xăng cơ. Không phải bình xăng cơ, không phải FI đâu, 208 mà. 208. 208 chứ có FI đâu. Dạ, ok ha. Đó, dàn chân sạch sẽ em này. Dàn chân sạch sẽ, máy móc này sạch sẽ. Đây. Ốc tán này cứng ngắc. Đẹp luôn. Đó. Đó. Ốc lạc thì sạch sẽ ha. Con này là chỉ là anh chị em mình vừa đi làm mà không được, nhưng mà thanh niên về đi chơi chở gái cái này. Mẫu là lá này, là lá này, nhiều khi... Nói chung là dàn áo liền lạc anh em nhé. Liền lạc. Ok. Đó, ngoài này thì còn ngoài này thì mình giờ mình giới thiệu cái trong này thì ra đây, đúng không? Okay. Trong này ra luôn. Ra nhé. Luôn đi. Dạ. Như đây là mình có 4 Novo. 5 Novo. 5 Novo là 4 Novo 5, 1 Novo 6. Đó, ok. Novo 5 là bên cửa hàng bán đồng giá là 9 triệu 3 một con. Đó, đây còn máy móc bao zin nhá. Chiếc này là Novo 5 nhé. Đó. Novo 5. Là mình bán gồm giá là 9 triệu 3 một con. 9 triệu 3 ha. Đó, màu trắng tím này, màu xanh GP này, dạ, màu okay. Trắng này. Đó, đúng không? Cái đủ các màu số. Luôn. Đó, con này biển 93 này. Đó. Nó ba con biển 93, con 3, này biển số 47. Buôn trùng là biển 47 ha. Ba chiếc này biển 93 Bình Phước này. Còn chiếc ngoài cùng này ngoài cùng này là gọi là Novo 6 cọp. 6 ha. Không phải cọp đâu, mình nói cọp nói hơi nói quá. Mà xe là cứng cáp, đúng không? Cứng ha. Xe là biển số đẹp nhá. Biển số 60. Đó, biển số 68D1-30039. Đó, ok. Biển số thần tài luôn. 68. Đó. Đó. Con này cửa hàng là xe không chưa một lần giảm cốt nhá. Nó xuân riêng nó luôn. Xuân riêng luôn. Cửa hàng mới lột keo ra. Dạ. Khách chạy rất là giữ xe. Con này là cửa hàng bán ra cho 13.800.000. 13.800. Nô 6. Máy móc êm anh em nhé. Máy móc là bao zin êm luôn, okay, đẹp luôn, okay. Đúng không? Đó. Rồi, ok. Ok không? À, ok luôn. Nhiều khi vỏ nước đắt vỏ nước nó còn luôn này. Đúng không? Xe vỏ nước nó còn luôn mấy bạn này. Đúng không? Xe bao đẹp luôn. Rồi, ok. Rồi đây là mình còn cũng còn 5 con Vision. Vision. 3 con Vision 2 con đen nhám, 1 con màu trắng. Yeah. Đúng không? Là 219. Đó. Cửa hàng bán ra cho đồng giá là 23 triệu. 23 triệu. 500 nghìn luôn.
Mấy con này biển số đâu nhỉ? Biển con số trong cùng là biển số 38 này. Con màu trắng biển 38. Con màu đen nhám này là biển số 95 này. Và con màu đen nhám màu dưới này là biển số 37. Con này biển 37 luôn. 29 hết chạy 10 xe cò hết mười mấy ngày hết. Ok. Và đây là con xe Vision 2021. Đó, màu đỏ nhà đỏ mật nhá. Đó, đời cao em ha. Đời cao 2021 nhá. Cửa hàng bán là cho 26.800.000. Ờ 26.8 ha. Đó, 268 nhá. Con này nhìn đi mấy ngàn cây thôi. Mấy ngàn cây thôi. Ok. Và đây là con Vision 2014 màu trắng. Đó. Nói cho anh em biết là tất cả các dòng Vision là FI hết rồi. Thì đôi người cứ hỏi là không phải có phải FI không, đúng không? Okay. Nói luôn là tất cả các dòng Vision á. Đó, Honda Vision là FI hết. FI hết hả? Đó. Đấy, màu trắng này là cửa hàng bán nó cho 13.600.000 một con. 13.600.000 ha. Đó. Ok. Giàn áo liền là cứng nhá, giàn chân sạch đẹp anh em nhé. Đó. Rất chi là đẹp, rất là cứng cáp đúng không? Ok. Và đây là hàng trên này là AB 214, 215, 214 và 212 đúng không? Còn con 218 này ở đây, nói chung là ba con AB trong này á là 214, 215 đúng không? Hai con trong này là 215. Con màu trắng xám này là biển số 95. Đó. Cửa hàng bán là 18.000.000. Con nó 18.000. Đó, 215 nha. Và con này biển số 38 vậy. Màu đen xám cũng bán là 18.800.000. Đó, 18.800 luôn. Đó, và con màu vàng đen này á là cũng biển 93, mình bán là 18.800.000 luôn. 18.800 luôn. Đó. Con này cũng là 20 con này 214 nha mọi người. 24. Con này 24 nha. Còn bên này. Con này là 212 này. AB đầu bò này, 212 ha. Đó. Em xem ngoài đi em có đấy. AB đầu bò. Đây là AB đầu bò 212 này. Cửa hàng bán là cho 11.900.000. 11.900 nhá. 11.900 đúng không? 11.900 nhá. Cửa hàng bán là có bớt nhá. Con này biển nó 75 mà. Hay là biển con là biển số 75. 75 ha. Thành phố Huế mộng mơ mình rất là xinh đẹp đúng không? Huế ha. Và đây là con AB biển số 84. Khóa smart key nhá. Khóa thông minh. Đó. Màu đen nhám phiên điểm kỳ phiên bản kỷ niệm 10 năm. Cửa hàng bán ra cho con này là 27.800.000. 27.800. Đó. Ok. Và đây hàng trên này cũng là mình đi hàng bên này trước, tí mình đi hàng bên này. Rồi ok. Như bên này là con AB này đen nhám. 215 luôn ha. 215 đăng ký 26 này. Rồi, đăng ký 26. Phong ơi, có khách không ơi? Anh em thấy này, khách chủ xe chạy này. Okay. Hai khóa còn nguyên, khóa lớn mà chưa đụng tới nơi luôn, nhá. Ok. Khóa lớn chưa đụng tới nơi luôn. Rồi. 215 màu đen nhám đầu máy 75 nhá. Đó. Cửa hàng bán con này cho 21.800.000. Đó. Ui giời. Ok. Xe này đồ quá phải quá sướng. Quá chất ha. Quá là chất rồi. Và con này là AB 214. 214 đúng không? Con này 215, con này 215, biển số Sài Gòn 215. Rồi. Biển số Sài Gòn 215 là con này cửa hàng bán ra cho là 18 189 ha. 18.800.000 luôn. 18.800. Cũng đồng giá mấy con này luôn. Rồi, đúng không? Ok. Đó. Cái này còn có AB đâu. Và đây là AB 216 này. 216. Đó, biển số 38 P1 này. Sao chỉ là đẹp luôn. Đó, con này cửa hàng bán ra cho 21.000.000. 21.900. 21.900.000 nha chị em bà con. Rồi. Và đây là con AB phiên bản có chì 29 nhá. Màu xanh đen. Đó, xanh đen ha. Đó, cửa hàng cũng bán ra cho 24.000.000. Rồi. 6.800. 24.600 nhá. 24.600.000 nhá. Ok. Mà trong này cũng phải là con AB 216. Đúng không? 216. Biển số 37, con này cửa hàng bán cũng là 21.600.000. 21.600. Đó. Tí nữa mình sắp xếp xe lại là nơi nào đời nào là hết đúng không? Rồi. Và hàng trên cũng là AB. Đó. Trên này cũng là AB 27, 28. Đây là con AB 218 khóa smart key phiên bản nhám kỷ niệm 10 năm nhá. Biển số 37P1 56523. Okay. Cửa hàng con này bán ra đang là 27.000.000. 28 ok mình bán 27.000.000 cho. 800.000. 27.800. Đó, 27.800.000. Và AB đen nhám 217 á. Trong này là có 4 con 2 đen nhám 27 đúng không? Okay. Phiên bản có chì nhá. Cửa hàng đang hôm 23 thì bữa nay đang giảm cho. Bữa nay còn là giảm là còn 22.000.000. Còn 22.000.000. 22.000.000.
600.000 một con. Rồi, okay. Nhá. Bốn con này đồng giá hết. Đó, đồng giá hết đó. Cái con này biến đâu anh? Đồng cái con này là biển số 38 này, M1 này, 25186. Hà Tĩnh ha. Và con này bên này cạnh là 68C1 37356. Và con trong này là 94F1 22145. Và trong này cũng là biển số 68D1 40188. Ok. Đó. Đó. Anh em mà cần thông tin chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo cửa hàng nhá, mình có ghi trên màn hình ha. Đó, cửa hàng có hỗ trợ và trả góp qua các cửa hàng á. Cũng okay. Là vừa trao đổi các dòng xe luôn. Rồi. Xe từ 1 triệu đến 200 triệu, 1 triệu 2 triệu. Đến là vài 300 triệu cũng trao đổi luôn bình thường nhá. Rồi, ok. Đó. Và đây là con Janus. Janus này. 2018 khóa sơ mắc cây. Đúng không? Cửa hàng bán ra cho 16.600.000. 16.600.000 nhá. Khóa mắt cây anh em nhá. Khóa mắt cây nhá, 16 triệu nhá. Có thường thì nó sẽ dễ hơn ha. Và đây này là con AB đen nhám 2017 nhá. Đó, tem này tâm sơn nhá, không phải tâm dán nhá, tâm sơn. Tâm sơn luôn. Con này biển số 61D1 67661. Đó. Con này cũng bán ra 22 triệu. 22.600.000 à. Ok. Và trong bữa này con này các chị em mình xem video lâu cũng thấy rồi. Con này là màu xám bạc 2019 khóa sơ mắc cây. Bữa này mình giảm luôn cho nhá. Mình trả luôn cho nhá. Con này còn đúng 25 triệu nữa. Còn 25 triệu ha. Đó, khóa sơ mắc cây, máy móc bao zin đẹp. Con này thì giá cũ là 275 cơ anh. 275. Bữa này mình giảm cho 2 triệu rưỡi. Còn 25 triệu nhá. Có mạnh luôn ha. Đó, giảm mạnh luôn 25 triệu nhá. Còn 25 con này. Triệu thôi. Còn và đây cũng là con AB 208 này. 208 biển số Đồng Nai này. Đó. Con này mình bán cho 10.700.000 này. 10.700 ha. Và đây là con AB 210 FI. Biển số Vũng Tàu mình bán cho 12.900.000. Và đây là con Janus phiên bản quá trì nhá. 2018 phiên bản quá trì. Mình bán cho 14.600.000. 14.600 ha. Đó. Trong này có con xe Noja này. Noja 213 biển số 60 Đồng Nai. Đó. 11284 đúng không? Con này cửa hàng bán ra cho 12.800.000. Màu cam đen rất chi là đẹp luôn. Màu vàng đen đúng không? Và đây là con Lít 2017. Đó, cửa hàng bữa nay hôm là bán 22.800.000 đúng không? Bữa nay giảm 1 triệu, còn 21.800.000 để mình chờ mình lên viết mình giảm luôn. Viết luôn không kia. Rồi. Còn 21.800 anh em nhá. Đó, Lít 2017 này. Biển 94 ha. Đó, xe thì con này là mình bán giảm cho. Rồi. Còn 21 triệu mình giảm 1 triệu nhá. Rồi, giảm 1 triệu ha. Còn 21 triệu này. Rồi. Đó, mình viết hết rồi. Không? Ok. 21 triệu này. Đó. Rồi. Và trong này con AB 208, con này cực mềm luôn. Đó, Bình Phước, giấy tờ đầy đủ, máy móc êm, đúng không? Mình bán cho con này máy móc êm, nhưng mà rớt rồi, nhá, mình nói rớt máy này, con này máy rớt rồi này nhá. Okay. Mình bán nó 7 triệu. 7 triệu ha. 7 triệu 6, đúng không? 6 ha. Ok chưa? Đó. Máy móc thì rớt máy nhưng mà máy rớt, nhưng mà mình nói rớt là rớt, đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài có một số cái mẫu xe số. Mẫu xe số, và xe tay côn, đúng không? Xe số hôm nay thì có cái con này là con là mình có F135. F135 này còn 4 con. 4 con F135. 4 con đồng giá mình bán đồng giá cho. 23 14 hết, 21. Nói chung 22 23 24 đúng không? Yeah. Mình bán đồng giá một con là 15 triệu. Dạ, 15 triệu một con ha. 15 triệu một con này. Máy móc bao zin nhá, cửa hàng bao zin là zin. Đó. Đó, cái tên số 10. Đúng không? Anh đọc biển số từng con cho. Con này màu đỏ bạc này là biển số 48C1. 087713. Đó, con màu đỏ. Và con 93H1 00242. Đó. Và con trong này cũng là 70D1 11672. Và con này cũng là 93K1 02899. Rồi. Và đặc biệt nhất là con Winner này. Đây còn một chiếc Winner V1 2018. V1 2018 máy móc đầu nồi zin màu đen nhám 2018. Mình đang xả cho 16 triệu. Rồi còn 16 triệu thôi. 16 triệu cho anh em nhá, còn một con nhá. Còn Winner ha. Đó. Giá 16 triệu là bán là 18 triệu mấy đây anh. Bữa nay giảm ra 16 triệu đó. 16 triệu thôi. Tròn luôn. Đó. Và đây là mấy bốn con quay RS. À. Quay RS. 245 con. Đó. 5 con quay RS này 208 là 9 hết. Máy móc cửa hàng bao zin đúng không? Đó. Xe máy móc bao zin.
Đó, cửa hàng bán đều đồng giá một con là 12 triệu 800 nghìn một con. À, 12 triệu 800 nghìn một con. Bao hồ, trong đó là bao hồ sơ gốc rồi. Về anh chị em chị mình thì đúng hồ sơ về bấm biển ra tên thôi. Đó, mấy con này thì hồ sơ gốc có sẵn rồi anh em nhé. Đó. Đó, mình chỉ cần mang hồ sơ về là bấm biển số mới thôi. Số rồi. Có 5 con này nhá. 5 con. Và đây là con 2 Jupiter. Đây là con Jupiter biển số Sài Gòn 2017 này. Dạ. Con cửa hàng bán cho 14 triệu 600 này. 4 triệu 6 ha. Đây là con biển số tỉnh này. Đen nhám này. Đen nhám 2020. Dạ. Biển số tỉnh bán là vẫn rẻ hơn đấy. Dạ. Mắc ở Sài Gòn tí nhá, nhưng mà 2020 và 2017. Dạ. 2020 này mình cửa hàng bán cho 16 triệu 8. Dạ, 16 8 ha. Màu đen nhám nhá, Jupiter nhá. Và đây là con Jupiter LED. Jupiter LED ha. Đó, 2019, đăng ký 2020 gì á. Dạ. Phải không? Xe hai khóa đầy đủ nhá. Dạ. Gương đầy đủ nhá. Xe mới chạy 9.000 cây thôi. Dạ. Cửa hàng bán nó cho 23 triệu luôn. Dạ, 23 triệu 600 nghìn. Dạ, mới đi 9.000 cây thôi nhé. Bây giờ okay. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Đó. Nói chung là gần áo thì liền lạc, cần chân sạch đẹp anh em nhé. Đó. Xe máy móc bao zin gương đầy đủ, khoáng, khóa gương đầy đủ luôn. Dạ. Này mình hết hết xăng ha. Quá gương đầy đủ hết đó. Đó. Và ngoài này đó có mấy con Jupiter. À quên mấy con Sirius. Là con này là biển số 93 F119644. Xe này là 214. 214 à. Xe này là 214 nhá. Là bán ra cho 9 triệu 8. 9 triệu 8 ha. Đó. Rồi. Và này con 37 này, con 37 này là con RC. Bánh mâm RC nhá. Đó, xe này là 20 con này cũng 24. 24 luôn. 24 con này của cửa hàng cũng bán ra cho 9 triệu 8 nhá. 9 triệu 8 luôn. 9 triệu 8. Bánh mâm. Và con này biển số 70 Tây Ninh. Này bánh con này mâm. Là 212. 212 con này cửa hàng bán ra cho 8 triệu 6. Rồi, 8 triệu 6 ha. Nhá. Rồi, bánh căm ha. Và con này là Sirius 20 con này 24. Dạ. 24 cửa hàng cũng bán ra cho là biển số 62 9 triệu 8. Rồi, 9 triệu 8 luôn. Và đây là con Jupiter. Ủa, anh em chị em thấy là thấy rồi nhé. Đúng không? Mình bán cho 7 triệu 6. Rồi, 7 triệu 6. Dạ. Và đây là con Way 206 207 này. Way Alpha này. Đó. Biển số 50 biển số Sài Gòn mình bán cho 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi ha. Way S đây em nhé. Đó. Và đây là con Way lốc đen 202. Sơn lên màu xanh nhám xi măng. Đúng không? Con về cũng là màu xanh. Biển số 93 cửa hàng con này bán cho 10 triệu. Rồi, 10 triệu ha. Nhá. Và đây là con Way Black. Way Black ha. Way Black 217 nhá. 217. Màu trắng ngọc trinh, biển số 65 Cần Thơ. Đẹp luôn. Đầu nồi bao zin. Bao đẹp luôn. Con này cửa hàng bán nó cho 11 triệu. 11 triệu ha. 11 triệu nhá. Đó. Đó. Ok ha. Con này căm đĩa nhá. Đó, căm đĩa bán 11 triệu chứ bằng rồi, bằng người ta bán căm đùm rồi, đúng không? Ok. Đó. Đó thì trong khi lúc nãy giờ cũng cửa hàng nó giới thiệu tất cả các dòng xe rồi. Thôi thì anh chị em bà con mình nhá. Và thích con nào cứ inbox lại, chụp lại màn hình đúng không? Okay. Có số điện thoại trên màn hình. Cứ kết bạn Zalo hoặc Facebook đúng không? Là cửa hàng sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị em mình. Những cái trang ở xa chỉ cần cọc từ 2 triệu đến 3 triệu. Là ship xe về, kiểm tra xe ok mới thanh toán tiền số tiền còn lại nhá. Ok ha. Đó. Rồi. Thì là anh em ở gần thì mình có thể là mình chạy đến trực tiếp xem xe nhá. Cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là B7O19 nhá. Đường Lý Thường Kiệt, khu thống nhất 1, Trị An, Bình Dương. Và hai số Zalo cửa hàng là 0967288186 và 0926234345 nhé. Đó, anh em mà cần chi tiết hơn chiếc xe nào thì mình cứ mình dàn inbox Zalo nhé. Đó, thì cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem thời gian qua xem video nhé. Và bữa nay cũng vậy, lâu lâu mình thay bà xã bữa lên có gì nói gì xa xót đó. Anh chị em bà con mình không quản bỏ qua nhá. Rồi ok, xin chào anh Hưng nhá. Rồi, cảm ơn rồi con đã xem video nhá. Hello, chào mọi người. Rồi, hẹn gặp lại anh em những cái video sau nhá. Hôm nào có xe mới về mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.